Chào các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải câu hỏi C2 trang 23 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Cho một điện tích điểm Q nằm tại tâm của một vòng tròn. Khi di chuyển một điện tích thử Q nhỏ dọc theo cung ML của vòng tròn đó thì công của lực điện sẽ bằng bao nhiêu? Để có thể dễ dàng hình dung về hiện tượng này thì các em có thể quan sát hình vẽ sau đây. Cô đã vẽ mô phỏng lại hiện tượng nêu ra ở trong bài. Đó là ở đây thì cô xét một điện tích Q lớn, vì đề bài không cho dấu của điện tích Q lớn này nên là chúng ta có thể chọn dấu của nó là âm hoặc dương, tùy ý. Và Q lớn thì đặt tại tâm của một vòng tròn. Trên đường tròn thì một điện tích Q nhỏ di chuyển từ điểm M đến điểm N trên đường tròn, có nghĩa là nó di chuyển theo cung tròn ML. Và đề bài yêu cầu chúng ta xác định công của lực điện thực hiện trong cái trường hợp mà điện tích Q nhỏ di chuyển khi đó. Thì lưu ý cho cô, công của lực điện, công của một lực bất kỳ cũng vậy, chúng ta sẽ xác định theo công thức là A thì bằng F nhân S nhân cos alpha. Lưu ý F ở đây chính là F điện, S ở đây là quãng đường mà vật dịch chuyển, và vật ở đây cụ thể chính là điện tích Q nhỏ. Cos alpha thì góc alpha ở đây chính là góc giữa vector lực, chiều của vector lực và phương mà vật dịch chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem trong quá trình dịch chuyển thì góc giữa quá trình phương của vật dịch chuyển với cả phương của vector lực là bao nhiêu. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi xác định góc alpha. Ở đây, với trường hợp điện tích Q dương thì chúng ta có thể xác định ngay được là khi này cường độ điện trường do Q gây ra tại điểm M trên đường tròn sẽ là một vector có phương trùng với đường lối từ Q đến M và có chiều hướng ra xa Q. Vậy thì chúng ta đã vẽ và xác định được chiều của vector cường độ điện trường M. Và các em có thể thấy ngay nó có phương trùng với phương của bán kính. Mặt khác, điện tích thử Q nhỏ thì nhớ cho cô, điện tích thử Q nhỏ luôn luôn có giá trị lớn hơn không, có nghĩa nó là một điện tích dương. Thì khi đó lực tác dụng, lực điện mà tác dụng lên điện tích Q nhỏ này sẽ có chiều cùng chiều với vector cường độ điện trường tại điểm đó. Có nghĩa là ở đây thì F tác dụng lên điện tích Q nhỏ khi này sẽ cùng chiều với cả vector cường độ điện trường M. Và đương nhiên, cùng chiều cùng hướng cho nên là phương của lực F ở đây là phương vuông góc với cái phương dịch chuyển của điện tích Q. Lý do là chúng ta xét một khoảng dịch chuyển rất nhỏ thì các em có thể thấy là gần như điện tích Q dịch chuyển theo cái phương tiếp tuyến với đường tròn tại điểm M này. Do đó thì lực tác dụng lên vật có phương vuông góc với phương dịch chuyển của vật. Vậy thì góc alpha ở đây bằng 90 độ. Khi alpha mà bằng 90 độ thì các em suy ngay ra được cos alpha khi này sẽ bằng 0. Vậy thay điều này vào biểu thức, cái công thức ở bên trên thì các em có thể rút ngay ra được là công của lực điện trong trường hợp này sẽ bằng 0. Vậy thì ta kết luận là khi điện tích thử Q nhỏ dịch chuyển dọc theo cung ML của vòng tròn thì lực điện không thực hiện công, vì lực điện khi đó thì luôn luôn vuông góc với phương dịch chuyển của điện tích Q nhỏ, dẫn tới là công của lực điện khi đó sẽ bằng 0. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi C2.